Hello, xin chào mọi người nhá. Clip này mình sẽ vui một chút, đó là đi giấu mình trong hoàng lăng. Hay nói một cách đầy thô thiển khác, đó là đi trốn ấy. Nhưng mà phải biết chọn chỗ mà trốn, chứ không nó nhìn thấy là thôi. Em đi xa quá ngay, không có chuyện chắc ai đó sẽ về đâu. Úi giời ơi, cái gì đấy? May quá là không đuổi, định mệnh. Thằng Blade này làm thần như này cơ mà. Chắc là bạn ý không thích giống đực. Thì thôi, không thích thì thôi. Ở chỗ này đi. Chỗ này là một nơi đó rất là khốn nạn. Ông cha ta dạy rồi, nơi nào nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Đứng đây chống mông chống tĩ mồm cho nó chắc chả nào đuổi đâu. Không vẫn úi hỏi ôi, vẫn không nghe được tiếng bước chân. Cái này vẫn là phê lắm. Chơi quả bom khói đen này anh em hạn chế mang bó khói xanh thôi. Cho nó nhìn nó đoán ra ngay. Nên là bây giờ cứ bình thường như cái đường hộp sữa đi. Thằng nào lên thì mình té. Con thằng bung người kia kìa, cái định mệnh đâu giờ mới để ý tới. Cái tiên sư đó, thôi không sao. Nó hack thì bảo là thằng đấy bung. Rồi, không vẫn chưa có ai, thơm lắm. Úi giời ơi, nó thủ hết ở trên tùng hàng rồi, anh tơi, anh mạnh mạnh rồi em cái anh tơi. Úi giời ơi, hay, tuyệt vời. Quay tay đâu nào, cái tội. Bây giờ, cái định mệnh thằng này nó đang học. Bạn ấy đang học bùng để vào giết thằng ở dưới. Thì thôi, chúng ta không nên xem vào chuyện gia đình nhà bạn ấy. Cứ kệ cho chúng nó đánh nhau sứt đầu mày chán đi. Rồi may quá, giết thằng nó rồi. Đi nữa, mình tưởng mày là thằng hiến mạng cơ. Vẫn chưa thấy gì này. Rồi thằng Tư. Thằng Tư vẫn chưa lên đây. Ôi trời ơi, thỉnh thoảng ngó ngó ra nhìn tí thôi lại té xuống. Chứ không giờ thằng nào ở trên nó nhìn mình bằng ánh mắt đầy tính chất may rủi thì thôi em chịu. Ở trong cái thùng một thằng gián đẹp. Ủa, túi trời nhanh lắm. Nhanh lắm cơ. Ôi trời ơi, mày chơi tao. Đây kia má nó xăm mình. Cái này vớ vẩn, người ta xăm tường như ai xăm mình. Mình tan tinh. Tao được kích ở đây. Hộ cái này, mày quay lại mày hộ tao cái. Úi trời ơi, mình đã lên ngồi cái chỗ này làm gai lấy mật rồi. Cứ muốn người ta ra người ta đánh cho cơ. Chới, chới cái dê, tội tên dê. Lại còn kêu cái chữ kích như vậy là không được rồi. Bạn nào không được làm hero ấy, thì thôi. Số các bạn là mệnh nó chưa tới. Người ta đứng người ta trốn làm hero thôi, cũng chới. Nên khổ. Ôi, ôi cái định mệnh đen thế nhỉ. Nó ngồi thủ thế rồi. Chơi còn bà đếp nó xanh cầm theo cái quán Halloween nữa. Anh em quay ra mà nó không nhìn thấy cái gì đâu. Chứ quay mông ở trong không quan sát được tình hình xung quanh nó chán lắm. Đúng rồi. Mày bắn đi. Bắn đi đâu. Lại 9.000 máu để hộ cái. Hộ cái thằng nào ăn tiết canh không. Hô cái, ôi, ý thiên kiếm thôi còn cũng lại bác. Lại rơi xuống này. Người ta đã không định động vào Nga Mi phái rồi. Nó còn rơi xuống nó tiếp tay cho mình. Chết là đúng rồi. Rồi. Bạn là giống mình lắm. Nhiều khi chó cùng rứt dậu. Cầm ý thiên kiếm lại mà vã thì đằng nào chặt chết. Chém được 1-200 tiết nó cũng là sướng rồi. Ôi, vẫn chưa biến cả, dài quá. Rồi anh Tơ. Úi ôi, thôi. Một cuộc solo đầy tính chất. Cái này chẳng biết nói gì, chắc bọn này là cướp chồng cướp vợ nhau rồi quánh nhau. Chết rồi, quá hay. Tơ bắn phát này đẹp quá, 6.000 máu cơ mà. Chạy đi đâu mà lên quận. Ê. Định mệnh bọn này đang chửi nhau đi đảo. Chửi nhau kích nhau đi đảo. Kích CC. Tao kêu F12. Tôi thề luôn, thằng này nghi là thằng kích này. Là nó thằng đầu tiêu việc kích này. F12. Cái gì cái này gọi là à khẩu khẩu phật tâm xà quên định mệnh không phải quên ấy. Sau này nhiều khi mình không đả động tới quên mồm. Ôi trời ơi, tiên sư thằng ba rẽ mày nhìn cái gì, nhìn cái lìn không nhìn, nhìn là 5.000. Bây giờ mình nhìn một số tài khác phải chết. Đúng rồi, đừng nhìn đấy, quay ra bắn cho nó như chưa có chuyện gì xảy ra đi. Nhiều khi chúng ta phải biết bơ đi mà sống. Ôi hài quá. Bọn lại chạy lên đi, nhanh nhanh nhanh. Rồi bọn này vẫn chưa chết, bọn thùng hàng. Mày nhìn cái gì? Tao ngồi đây tao dặn lỗi công nhưng mà cũng nhìn. Đất nhà mày đấy. Đây, vừa thấy một thằng zoom đỏ đấy nhá. Không chơi nhá. Úi giời ơi, thằng nó hack rồi. Nó bay vào đây chỉ có hack rồi định mệnh. Chưa một cái thằng nào nó dùng khinh công để bay xa như vậy được. Ý là bom đỏ đấy, nó vẫn chưa nhìn thấy, chưa để ý. Mày kiệu nhau này. Nó không chết được này. Mày quá nó không chết.
đó mà chết thì nó giết mình rồi. Ôi ôi đau đấy. Ôi thôi thôi thôi, mày chơi tao này thì chém này, người ta ngồi đấy thì không có chuyện gì đâu, đây chém không để người ta chém lại thì bây giờ ngồi chết xem tivi nhá. Đến đây, lên đây em xin nào, lửa nào, lửa nào ngoan lắm, cứ thổi đầu lên. Úi giời ơi, cái gì đây, có bé xịt à? Rồi mình xin nào, vào đây 6 kill, mu ti mu ti mu ti mu ti mu ti mu ti, vào đây cho, vào đây cho mu ti này, vào đây rồi. Mày biết là mày mất phát combo vẫn còn định mày, và đấy mà mất combo mình biết sứa mình tế sống cái này rồi. Ý rồi, ý rồi, thằng hero kia sợ ngay. Ui chém nhanh, chém nhanh rồi nào, mỗi thằng một phát. Ai mình cũng một phát đặc biệt mà bạn cũng một phát chém, chạy làm cái gì, oan oan tự báo biết đến bao giờ, thì thôi để mình chém cho đỡ phải báo thù. Khổ lo là tơ. Thôi mình cứ ra đây, mình đứng trước bài vị của anh tơ, mình xin nói một câu là cảm ơn bạn đã không chém mình. Trời ơi thắp ba nhân hương, cảm ơn tơ nhá. Đứng ở trong đấy phải sướng không, éo dám đánh nó, bạn nói câu đấy, người ta không mệt là người ta không dám đánh, mà người dân ta vì cái tình anh em nên người ta không chém, éo dám đánh nó, nói mất hết cả quan điểm rồi. Thích thật đấy, thì đoán chơi ngụy trang này vui lắm. Bọn nó thì đoán nghe tiếng bước chân ấy mà chúng nó không nhìn thấy mình ấy. Ui giời ơi sướng lắm. Rồi ôi định mệnh chưa gì đã chết cả đàn cả lũ rồi thế này. Bây giờ thằng nào cận chiến được con tơ được ngon là chúng nó không biết mình đâu. Rồi nó vẫn là đi. Ôi nó vẫn tha phương cầu thực ở cái chỗ kia, hay lắm, giết dần nhau đi, cố lên mạnh mẽ lên. Thôi thằng tơ ui ôi thôi giời ơi, định mệnh nó ra đây là cái gì, lo nhìn đây mình rồi với cái đôi mắt hình viên đạn như kia thì không tránh đâu. Ôi giời ơi, bạn ơi, bạn biết nhảy nha bạn ơi. Rồi trên đường đời tấp lập ta vô tình vồ vập vào nhau. Mẹ ơi định mệnh phát kia là nhảy xịt, phát đây sờ vào người nó đấy, hai thằng ôm nhau rồi đấy, thế mà nó lại chém xịt. Ô vũ khí chính ngon, mặc dù không có vũ khí nhưng mà mình không nhận được quả lựu đạn trái tim rồi mình sướng. Cái thằng kia nó ở trên kia kìa, chém nó đi. Ô cái định mệnh vướng đầu thằng này rồi, úp mặt vào sông quê. Cái tiền sư nhà mày, nó đứng ở cái chỗ này xong chém nó nhỉ, bọn này ngáo à, không có ra đuổi mình kích nhỉ, ngu rồi vâng, qua đây nhảy xịt đấy, cứ tưởng là nó chém chết thằng kia mình làm hero sướng hoa điên rồi. Lớp miếng nước dãi cứ chảy dòng thì 2 mét cả bẹn. Kèm tưởng cái thằng đấy nó phải chết trước mình cơ, ai ngờ làm thần mà nó có giá lắm. Rồi em mình bọn nó hack rồi, đang hack các kiểu. Rồi anh em thoát ra rất là nhiều, cái định mệnh chơi lút ván nào. Đúng rồi. Úi giời ơi, zoom chết rồi, bắt đầu đông rồi đấy chứ. Ngồi im một chỗ như này nhá, tí nữa có đúng 1-2 con zoom đi nó vờn nhau thì thôi, em chết cho lành, cuộc đời em nó không rời cái máng đó. Các bạn có vừa nhìn cái gì không? Siêu nhân đấy, anh ấy chạy trên nóc nhà kiểu như là thằng ăn cướp ấy. Cái định mệnh của nó khốn nạn. Rồi anh siêu nhân ơi, nếu mà anh có cứu nhân độ thế thì anh bay xuống anh cho chúng nó chém đi, chứ bây giờ anh cứ bay như thế này tí nữa em lại lăn đùng ra em là miếng mồi ngon cho chúng nó đấy. Nếu mà bạn là người có tình, mà cái thằng hack nó làm gì có tình người nhỉ. Không ai. Rồi vẫn chưa nghe đi gì. Ôi trời ơi, cái chỗ này nó không thằng nào nó bắn Z, chứ ở trên đây có một thằng nào nó cầm súng là thôi, lại ông con ở bụi này ngay. Bọn mày lên đây mà giết thằng lúp này. Đây chơi này là rất nhiều, chịu nhiều đàm tiếu của thiên hạ, nhưng mà thôi bỏ qua mọi lời xám xít thì mình sẽ cố gắng làm clip cho anh em xem. Để các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh mình nhá, sắp 1 nút vàng rồi, sắp 1 triệu sub rồi. Vẫn chưa có ai ô. Mày sống dai như đỉa đói ấy nhỉ. Chỗ mày chết đi, chết dần cho người ta nhờ cái. Vẫn chưa nhìn thấy. Đấy, quay chơi trội như này toàn thân xanh lè, quay ra thì không thằng nào nó biết, chứ bây giờ cứ úp mặt vào sông quê không quan sát lại cái gì, chán lắm. Còn 2 thằng nữa, ngon.
Ấy à, thật tư vẫn chưa nhìn thấy. Đúng rồi bạn thơ, nó nhảy như vượn như thế kia, tôi kéo nó xuống, xích cổ nó vào. Định mày chết lâu thế. Ôi trời ơi anh ơi, anh nhìn cái gì? Định mày anh đái vào đầu em à? Mày ra đây bố cho bom vào mồm đấy, thằng mất dạy. Rồi mày cứ đuổi đi, chưa tìm góc. Thôi tìm góc. Úi ôi, úi ôi, úi giời ơi, còn không dây thì nó đi viện. Vãi cái linh hồn.